Thôi sáng quên nó, hôm nay nói về cái gì vậy? Hôm nay ông nói về cái đừng gọi ông là Việt Kiều nha. Mấy cháu có muốn uống rượu không? Thèm rượu quá nè, cái bình non nước có hai cái chung, có ai uống không? Uống tôi một ly đi, uống đâu cũng vậy, uống đây cảm ơn hả? Bình non nước của Việt Nam mình nè, này để sau này đựng rượu về làm cưới hỏi cho mấy đứa cháu Việt Nam hả? Thôi để đây kỷ niệm. Già rồi sao mà nó rung dữ vậy ta? Này chắc là nhỏ hít đất dữ lắm rồi nó rung tay. Alo, tại sao đừng gọi tụi tôi là Việt Kiều? Hai cái từ đó bộ nó xấu lắm hả? Dạ thưa không, bên đây người ta ghét gọi nhau Việt Kiều lắm, nhưng riêng tôi thì không, tôi không có ghét, nhưng mà mọi người gọi như vậy nó không có đúng. Tại vì á, biết sao không, gọi Việt Kiều thì nó sang quá, thôi gọi cho tôi là Việt cài đi. Biết Việt cài không? Việt cài á, Việt cài có nghĩa là qua đây để cài trả bill trả nợ thôi, suốt ngày cắm mặt đi cài để coi coi tụi bay nói gì và có thằng nào chửi tao không ta. Lâu quá rồi không có coi được. Ôi trời ơi sao mà nó mờ quá. Việc cài á, biết sao không, qua đây cài suốt ngày sáng đêm, cài đầu tắt mặt tối, cài không hiểu vì sao phải cài đó. Lý do cái gì cũng ham, cái xứ sở vật chất mà xe cũng muốn xe xịn, xe đi được không có chịu. Bởi ta nói ngồi cái xe đó đẹp á thì nó êm cái đít, nó êm cái mông đó, nhưng mà cuối cùng nó mỏi cái lưng, đau cái chân, đau cái cổ. Biết sao không, tôi có một thằng cháu đẹp trai lắm, đảm bảo trai thẳng, cái thằng bên vỏ đó, cái thằng nhỏ gì mà nó dễ cưng lắm, nó nói nghe chí phải. Nói ông ơi, con qua đây á, con ngu hay sao ngu con, ham xe đẹp chi giờ mỏi lưng quá ông ơi. Tới mày lạ, tao già tao mới mỏi lưng, mày mới cái ham mấy tuổi mỏi lưng gì con, bộ mày ăn chơi lắm hả? Nó dạ không, không ngồi xe cho nên mỏi lưng. Tại vì sao, cài quá cài ông ơi, để trả cho cái xe. Cuối cùng rồi á, con mới biết được là cái xe nó cởi con chứ không phải con cởi xe đó. Việc cài đó. Thôi làm bảy miếng chi à, buổi sáng coi mọi người ở bên đó có biết cái chi à này không ta. Nó giống như cái hộp é mình đó, uống vô cho nó có vitamin, vitamin E đó thì vitamin E là bổ gì ta? Vitamin E là tốt cho cơ thể. Vitamin E là tốt cho mắt. Nó còn một thứ mà các tụi nhỏ tụi bay thích lắm, đó là vitamin Y. Tụi bay biết vitamin Y không?
Vitamin Y gọi là yêu đó, có vitamin Y thì chỗ nào nó cũng đến được hết, 70-80 rồi thì còng lưng nó cũng thẳng. Diệp cay nghe chưa, cái đó xưa rồi Diễm ơi, cộng hay gian xưa rồi, giờ chỉ có diệp cay thôi. Không tin hỏi cơ, phải diệp cay không biết này gì không? Cái này là mật ong rừng 100%, tiếng Mỹ nó gọi là honey, honey đó. Nghe chị hai chữ honey á là nhớ tới diệp cay nhé. Tụi tôi có một câu nói như vậy nè, bên Mỹ này nó gọi là money talk, nếu mà không có money đó biết không, không có money là sẽ không có honey, honey mà không có thì làm sao có baby, mà không có baby thì làm sao mà happy đó, thấy chưa? No money, no honey, no baby, mà no happy luôn đó, thì cuối cùng rồi là sẽ được một cái nó gọi là crazy, là bị khùng nó biết không, không có tiền là khùng đó. Cho nên á, việc cài là đúng rồi đó, uống nước vô chị à, có ai muốn uống chị à không, tụi tôi gửi về cho ship về tận nơi, chị à đảm bảo 100% nha, nó chị à giỡn đâu, không có pha, không có pha với hột é đâu nha. Tối qua tôi không đi Mỹ nhưng rất thích xem chia sẻ cuộc sống bên Mỹ, ôi trời ơi cảm ơn nha. Rồi ở đây đi, tí nữa nó tan ra để uống, trong quá trình chờ đợi ta nói già rồi đó, già đó thì giống như chó giữ nhà cho mấy đứa nhỏ vậy đó, thấy không? Già rồi như chó giữ nhà, nhưng bây giờ tôi còn thêm con nữa, nó gọi là con khỉ, bởi vì sao, thích ăn chuối quá cho nên làm trò khỉ không nè. Dạ tôi à, chuối này là cái chuối xứ ở Việt Nam mình nè, ăn mỗi ngày ăn một trái tốt lắm mà nha. Cái này ăn vô là đi red crumb tốt lắm mà. Ăn này tự nhiên sao nhớ cây cầu cá của con cháu liên lê quá vậy ta. Ăn chuối nha, ăn cỏ giờ nó rụng mẹ nó hết rồi, ăn bằng nũ ha. Mỗi bữa sáng ăn trái chuối bây giờ tốt lắm mà. Giờ ăn chuối mà đầu óc nó còn chưa có lú lẫn ha. Uống chỉ à nữa, bớt nhậu đi mấy cháu ơi, nhậu nhiều lú lẫn á. Cho ông ăn cái chầu á hả, bên đây trời ơi hôm nay không đi làm mà đi sao, không đi không đi sao gọi là diệt cài, đi chứ. Cháu có quốc tịch Mỹ rồi nhưng giờ cháu mới chuẩn bị qua Mỹ du học, chú biết web nào thuê được phòng ở bên Boston không chú? Có một cái web hay lắm cháu ơi, đó là YouTube, gọi là YouTube đó. Bây giờ cháu làm cái vlog video giống như ông nè, cháu nói có em nào có phòng cho thuê không, có chú nào có phòng cho thuê không, tôi qua
Tôi qua tôi không có đem về nhiều, tôi chỉ bán cái nhà được vài chục tỷ, tôi đem qua để tôi mở văn phòng để học thôi. Cả đống người nó cho con thuê con ơi. Giờ này mấy giờ bên đây hả? Để tôi kiếm cái sờ mắt phone tôi coi coi mấy giờ rồi. Để coi nha. Nói suối bậy hả? Tao nói thiệt chứ bộ. Nói đùa thôi chứ làm vlog đi chứ tôi sao biết được website nào. Nói cụ sắp đi rồi mà ăn chuối sớm vậy. Ăn chuối đi để cho nó trơn đi cho dễ con ơi. Cô đi đâu? Ngày nào cụ không đi con? À tụi bay chù tao chết đó, hả? Không có chết được đâu, chưa đâu già chứ mà sống dai lắm. Rồi bây giờ nói tiếp có chuối vô là có chuối vô là có năng lượng rồi. Bây giờ nè mình phải coi hai cái phone thì nó mới đúng giờ. Theo cái phone bên đây nó báo là 7 giờ 42 phút, cái phone đây báo 7 giờ 41 phút 58 giây, cái nào đúng này ham? À, mà bên đây là buổi sáng, hôm nay là chủ nhật đó, ăn sáng rồi đó con, ăn cái trái chuối thôi nha. Cả ngày sống nhiêu đây không tin hả tụi bay? Biết sao gọi là việc cài không? Nói là cái chuyện ăn đó. Trời ơi bên Mỹ này đừng có tưởng tụi tôi là sướng, nhiều khi em biết không, bây giờ muốn biết sao việc cài nữa không, cho một like đi rồi tôi nói cho nghe. Like đi, nói cho nghe. Không like là không nói nữa nha. Rồi nói tiếp, việc cài là như thế này nè. Cái xe đó là phải cài, rồi cái nhà cũng phải cài. Qua bên đây nghe nói nhà của mình đó, hả, cho nó oách chứ nhà nào của mình đâu. Nhà của nhà băng nó chứ nhà nào của mình. Mang tiếng ở thằng Mỹ này nó khôn lắm, nó tạo điều kiện ai cũng mua được nhà hết, đóng cho nó 10 đến 30 bờ sen, sau đó cứ è cổ ra mà cài trả lấy mụ nội luôn 30 năm sau, đến khi mà cầm được cái title nhà trong tay lúc đó lưng nó cong như là cái hình parabol. Đây. Cho nên á, không có nhà nào của mình hết á. Tôi nói ủa sao không chịu trả pay off đi. Tôi nói ngu gì trả. Cái bảy tài chính nó văng ra nó nói ngu gì trả. Lấy tiền đó mua thêm căn nữa cho thuê. Càng mua nhiều càng chết nha. Biết làm sao không? Tôi nói cho nghe. Mượn nó 100.000 đúng không, mà lãi suất năm á, coi như là bèo bèo bây giờ cho là 4% đi. Bây giờ tiền lãi suất nó cao lắm, nhà tôi đang sống sờ sờ vậy nè, ngày nào cũng có thằng nó gửi giấy, có thằng nó gõ cửa nó hỏi ê du do you want sell your house, nó quá muốn giác chỗ trà đập nó ra vậy. Tự nhiên nó kêu mình có bán nhà cho nó không, đang ở bán mụ nội mày hả, mấy thằng Mỹ ông này cổ ông chả thấy mụ nội luôn, còn vài năm nữa về hưu mà mày kêu tao bán nhà, bán tao ở đâu đó biết sao không, tại vì là nhà đây có giá quá. Bây giờ không có chuyện mà phọt lô gì đâu là bị nhà băng kéo đâu đó, cho nên nhà đây được giá lắm, đi ngủ sớm mai đi cài, đúng rồi nó gọi là việc cài đó, đi cài đi, cho nên là cứ è cổ và trả 100.000 mượn nha, 30 năm sau cứ đưa tính sờ sờ vậy thôi, là năm lãi suất 4.000 ở như 100.000 mượn năm tiền lời 4.000,
Rồi hai ba chục năm sau tự nhiên từ 100.000 lên 200.000, thấy ngu chưa? À, bạn bị tâm thần hả? Đúng rồi, bên đây để sao gọi việc cài, bởi vì nhiều người bên Mỹ này đang sống sờ sờ tự nhiên bị tâm thần. Biết sao tâm thần không, nói cho nghe, mấy người giàu ở đây không biết lực làm bậy, cái cuối cùng cái con cái nó lo cho cái giấy bác sĩ là ông này bị tâm thần để khỏi bị tù tội chẳng hạn, đơn giản vậy thôi. Đi ra ngoài á, ra ngoài đó cái lụm trứng trứng vịt nó đẻ lụm đem nhà ăn, trứng đại bàng lụm đem về ăn, lụm xong cảnh sát nó bắt nó phạt nó đòi nhốt, cuối cùng cái con cái nó nói thôi ba tôi bị tâm thần rồi, chưa kể là trong nhà cái dạy cháu la lối gì đó rồi chui vô phòng nó đắp mền cho nó nửa đêm. Mà cho nên á, nhiều khi con nít bên Mỹ mà 15, 16 tuổi nó ngủ đâu mặc quần áo đâu, gái nữa, chui vô đắp mền cho nó, má ơi. Nó la làng nói ông má, ông vậy vậy nó, rồi nó kêu tá hỏa cảnh sát lại, ba má phải lo cho cái giấy bị tâm thần đó. Cho nên đừng có nói tôi tâm thần chú ơi, coi chừng nó, tôi nói cho nghe. Rồi tôi nói tiếp cái nhà đó, cho nên á nhiều người ham, ôi sống là có cái nhà chết có cái mồ, cho nên phải cho nó cái nhà nó rực rỡ lên, rồi rực rỡ đi rồi è cổ ra cày không có giờ ngủ, nên gọi là việc cày thế thôi. Việc gì anh cũng biết đâu có đâu, cái gì tôi cũng biết mà giận là không biết đó. Ông ngoại than khổ sở chán nản chơi bay cuộc sống Mỹ, không xin về quê sống với mấy đứa cháu Việt Nam cho hết cuộc đời đi. Tôi biết rồi, tôi biết thân tôi, cho nên đừng có nói trước sau thì tôi cũng vậy hà. Đó, ai ham thì cứ đi đi, còn tôi thì đến giờ đến ngày tự khắc dời à, cho nên khỏi phải lo. Còn lên đây là chia sẻ cho mọi người biết để làm chi biết không, để rồi không có đi vào vết xe đổ của tôi à. Nên qua đây rồi ông nào ông vậy nói đừng gọi Việt Kiều, gọi chúng mình là Việt cài ha. Ông nói ừ you right đúng rồi, Việt cài đúng hơn à. Thôi cái chuyện mà nổ là cái chuyện bình thường thôi, đời mà không nổ thì đâu có gì gọi là đời, mà nổ họ đâu có lỗ đâu mà họ lo, mà người ta thích nổ rồi. Ông ngoại về Việt Nam sớm ngày nào chúc mừng ngày đó. Sao ông bà biết hả? Bà Xuân Thị Tăng, Tăng Thị Xuân gì đó. Qua đây tôi chỉ thích có một cái thứ một thôi. Biết gì không? Lấy cái passport Mỹ để sau này đi thăm mấy mẹ già giá ở khắp mọi nơi trên thế giới. Bạn bè đông quá, Úc có, Canada có, rồi chỗ nào Pháp có, Anh có, Thụy Điển có, Hà Lan có. Muốn có cái passport đi cho nó oai, dễ đi, thăm mẹ nào chỉ cần mua vé đi thôi cho nó đỡ cợt. Cho nên đó là lý do mà tôi muốn qua đây, tôi lấy cái đó xong là sống. Ai không có mục tiêu để sống đúng không? Ai không có niềm tin để sống đó, tôi chỉ đơn giản. Còn nói thích hay không á hả? Thích, thích chứ, không thích sao mà ở đây dám bên mày sống Mỹ, dám nói không thích Mỹ không? Sống ở đâu nó cũng vậy đó. Sống ở đâu mình phải biết ở đó. Còn tôi chia sẻ ở đây tôi nói thực tế chứ tôi đâu có nói gì sai đâu. Ủa Mỹ tự do thế, qua đây tao cực quá tao cày đó đúng không, có thằng nào không cài không, nói nghe coi. Ở đây sống ham xe đẹp thì bị đau lưng có không, có không? Rồi qua đây văn hóa không hiểu làm bậy
thì bảy sợ bị tù thì phải gì, phải lo bị thần kinh có không? Rồi nói cho nghe nè, Phật nói thế giới là nhất chân, có nghĩa là chỗ nào nó cũng như nhau hết trơn, cũng phải làm, cũng phải sống, cũng phải ăn. Cho nên người ta nói thiểu dục thì chi túc, mà đa dục thì bì lao. Đó, bởi vì tôi tham, tham gọi là dục, tham muốn có cái bát bo à, cho nên là phải qua đây chịu đựng vài năm thế thôi đấy. Còn nhiều người thích cái khác thì phải trả giá, đời không ai lấy ai gì, cũng ai cho không ai gì hết bạn ơi, đúng không nè? Còn nếu mà nói sống ở đâu sướng hơn, sống đâu vui hơn, không có đâu sướng hết. Bởi vì sao? Tâm của bạn không có an thì ở đâu cũng là địa ngục hết. Còn tâm an thì chỗ nào cũng là thiên đường, chỗ nào cũng là niết bàn, chỗ nào cũng sướng hết. À, cụ bảo lãnh cháu qua Mỹ. Bây giờ cụ bảo lãnh cháu bằng cách nào giờ? Không lẽ giờ ta bảo lãnh mày theo cái diện là hôn nhân hả? Tao già quá rồi. Hay là sao? Bây giờ ha, tao gả cháu tao cho bay, mà đòi tới 50-60 ngàn nó bay chịu không? Nhưng mà họ tao khuyên mày đừng đi kiểu đó nha. Đi kiểu đó sau này bị mất tiền, mà còn bị đẩy về nữa, bị tù nữa đó. Đừng nghe ham, nghe không? Nơi nào có tiền thì nơi đó là sướng. Không phải đâu, tiền nó chỉ là một phần thôi. Sau này đó, nó tuổi rần đất xa trời đi, tiền nó không còn ý nghĩa đâu các bạn ơi. À, bây giờ cố mà chửi người ta đi, cố mà gây những cái nghiệp đi, sau này đến khi già chả mệt xỉu nha. Nên đời sống sống sao mà tối ngủ á, không có bị giật mình nha các bạn nha, không? Nhà anh tôi ai tụng kinh? À, có người tụng kinh sáng thì có người tụng, chiều tôi tụng. Bây giờ tôi cũng đang tụng cho mọi người coi nè, được không hả? Ở đời cái gì quan trọng nhất á hả? Nếu mà nói về kiếp nhân sinh thì chỉ có nhân lễ nghĩa chí tín. Sống đời mà có đủ năm cái thứ đó là sống yên ổn. Còn nếu mà sống theo kiểu ông Phật đó là gì? Đó là làm sao giữ cho tâm nó thanh tịnh, làm sao để cho cái ba cái tam độc nó đừng có nổi lên, đó là tham sân si, vậy thôi ha. Mô Phật thôi, tôi xin phép xuống hang để còn lo đi cài nữa. Già cả bên đây xin lỗi nha, không tin qua đây đi rồi biết, 70-80 tuổi vừa đi cài mà vừa vác cái bình oxy kế bên thở không muốn nổi, vác cái ống đeo vô lỗ mũi nè, cầm bình oxy kế bên mà vẫn phải đi làm, đi cài để kiếm tiền đó. Chứ không phải như ở già ở Việt Nam mới đau lưng chút ngồi than rên chửi con cháu như là ngoé vậy đó. Mấy ông bà già ở Việt Nam á nha, mới 60-70 thôi mà mấy ông sướng, mà mấy ông biết có con cháu nó hầu hạ bên, nó cơm nước nấu cháo nấu này nọ cho, sai nó đừng có chửi nó tội nghiệp, mai mốt nó giận nó bỏ đi Mỹ nó lấy chồng hết, hay nó bỏ đi hết, lúc đó sống một cảnh một mình đi rồi cho biết nha. Bên Mỹ này mấy người già nó xin lỗi nha, ngậm bồ hòn thôi, ngậm bồ hòn thôi. Xin lỗi, 70-80 cũng phải tự đi nấu ăn, phải tự đi lái xe, tự đi cày đó, biết không hả? Đúng rồi, hồi đó qua đây ngày tôi ngủ cũng 2 tiếng chứ nhiêu, nhưng mà tại vì nhờ đó hiểu được 2 chữ việc cài chứ không phải việc kiều, cho nên là bây giờ mới thông dong nè. Mình bỏ ra mình cài chừng 2 năm thôi, mua được nhà, cài thêm 5 năm nữa để dành tiền đến retire, nên bây giờ mới thông dong ngồi nói chuyện.
bỏ thêm một năm nữa để đi học, đi lên đây nói dốc với mọi người đi nè, trả lời nè, không có đi làm ở ai hết trơn, ngồi nhà tự làm thôi đó. Bây giờ hãy lấy hai chữ Việt cài để làm tiêu chuẩn đi, cài dài năm bảo đảm chừng chục năm thôi, cài cho nó tới bến đi, rồi sau đó cuộc đời thông dong. Còn mà lấy hai chữ Việt kiều đó hả, lấy cái mát đó về hù người ta bên kia đó ha, cầm tiền xài thế, cứ em nào cũng vậy, già hát về bảo anh ơi anh đẹp trai, mụ nội mày răng tao rụng rồi, cái nó vuốt cho một cái lấy tờ 100 dán cái cạch vô cho nó, mà dán chỗ nghiệt ngã nó dán vô ngay cái ngã ba này nè mới đau nè, cái cười hí hí, cái lưng ông còng rồi cứ ngồi ôi trời ơi anh khỏe quá đó, đàn ông cái ra thành anh đó, cái kiểu đó là đó, Việt kiều là vậy. Bởi giờ tại sao bên đây người ta không thích hai chữ Việt kiều, bởi vì mấy anh làm bậy quá, về báo chí nó viết, rồi bên kia nó viết tùm lum, rồi bắt đầu cái nó chửi, cái đầu cái lên qua đây bảo tụi bay á, nói xấu tụi tao, xấu gì mình xấu thiệt, rồi ảnh hưởng cả cộng đồng, thành ra hai chữ Việt kiều thành ra nó không đẹp nữa. Thôi đừng gọi tôi Việt kiều, gọi Việt cài đi nha. Ừ, ủa sao rành mấy vụ này quá hả, rành sao không rành, báo chí nó đăng đầy hết kìa, báo chí nó đăng đầy hết kìa, không tin mở báo coi đi, đâu có giấu được gì đâu. Giờ thời đại của báo mà, thời đại của Facebook, có cái giống khỉ gì nó cũng đưa lên hết, ho ra máu cũng đưa, cái gì cũng đưa hết, có coi không? Chắc đi cài nhiều quá nên không có coi đúng không? Thôi gọi tôi hai chữ Việt cài nhé, đừng kêu Việt kiều bị chúng chữ, Việt cài nhé. Rồi bye bye, đi xuống đây, xin chào, mai gặp lại, ok.